Chị nào chồng bỏ chồng chê, mua ẹt một cái là chồng mê tới già. Shop trong vachtv.com, liên kết gia đình, gắn kết yêu thương. Hello, xin chào mọi người nha. Nhà mình xin chào mọi người, xin chào mừng các bạn. Chào mừng toàn thể tất cả mọi người, tất cả các bạn đã đến với cái set đồ này của mình nha. Và trong clip hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chơi vị tướng AD đảm nhận vai trò Wiz nha. Ok các bạn ơi, được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau học về cái bài học về gì trong clip hôm nay ạ. Kỹ thuật giữ vàng, nâng cao lượng vàng khi chơi vị trí xạ thủ. Lần trước chúng ta đã học về cái kỹ thuật giữ vàng khi chơi vị trí đi rừng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về cái góc nhìn cái vị trí xạ thủ làm thế nào để giúp cho các bạn có thể giữ vàng và nâng cao lượng vàng của các bạn tốt hơn trong một trận đấu nha. Đây, đôi khi mình livestream thì các bạn có thể thấy đấy. Đôi khi có những trận ở giai đoạn đầu game mình bị người ta bắt, nhiều chừng nó kéo lên nó bắt nhiều chừng là 0-3, 0-4, 0-5, có khi là 0-6-0 luôn. Đấy là các bạn có thể thấy rồi đó. Bạn nào coi mình là thấy, đôi khi mình bị bắt 0-6-0 ở đầu game hoài à. Nhưng mà sao ạ? Các bạn để ý cái KDA, các bạn có thể thấy là cái lượng vàng của mình là cái lượng vàng nhiều nhất bản đồ. Cả hai team luôn, team mình với team bên kia là không có ai vàng nhiều bằng mình hết trơn đó các bạn ơi. Vì thế cái việc giữ vàng đó rất quan trọng luôn. Chơi game đừng có nhìn KDA, thấy thằng này 0-6 rồi khinh thường đó. Vàng của nó nhiều nhất thì bước ra solo chưa chắc gì mà các bạn ăn nổi nó đâu này các bạn ơi. Vì thế hãy giới giúp mình cái việc giữ vàng nó quan trọng như thế nào nha. Và giữ vàng như thế nào cho hiệu quả, và giữ vàng là giữ vàng như thế nào. Cùng nhau coi hết clip hôm nay để học về cái kỹ thuật giữ vàng khi chơi xạ thủ nha. Hãy nhớ giúp mình, điều đầu tiên là đừng bao giờ bỏ bất kể một bầy lính nào hết trơn nha. Làm gì thì làm, đi đâu thì đi, lính vừa ra là phải về ăn ngay và luôn. Nếu như bỏ một con lính thì chắc chắn các bạn sẽ thua thiệt hơn thằng AD bên kia rất nhiều đó. Rồi, bây giờ mình sẽ kệ bà con Elso đó, mình farm lính thôi các bạn ơi, farm lính thôi. Tại vì sao ạ? Ăn một bầy lính là bằng ăn một mạc rồi. Đầu game á, AD á, mình không có đồ, mình farm lính lâu quá các bạn ơi. Vì thế hầu như là mình chỉ cần ăn xong bầy lính này là bầy lính mới nó ra. Hầu như giai đoạn đầu game là lính nó sẽ ra liên tục luôn các bạn ơi. Vì thế chơi AD á, mình không khuyến khích các bạn là đầu game nên đảo lên đâu nha. Chỉ đảo lên khi các bạn ăn được trụ người ta rồi, hoặc là khi đã xanh sao rồi thì khuyên các bạn nên đảo lên thì được ha. Vô đấy, trời ơi, đánh cái gì nè bà cười. Nhắm chơi lại tôi không? Quẹ cái quần chài. Thôi ơi, bây giờ em su nó chết rồi thì mình tranh thủ mình ăn bài lính này đi làm chi ạ. Cho lính của mình nó tràn vô trụ, trụ bắn sạch lính cái là Elsu nó thua mình mất ba con lính liền các bạn đó. Các bạn nhìn minimap thấy không, bò nó ăn hết trơn lính rồi, bò với trụ nó bắn hết trơn lính rồi. Vậy lần Elsu nó mất lính nữa các bạn ơi. Vậy là chúng ta ngon lành hơn Elsu, trước mắt là tự tin rồi nha. Gặp con Elsu là trước mắt là biết mình vàng nhiều hơn Elsu rồi, nó không có gì gán. Từ từ bình tĩnh để coi coi, quan sát diễn biến tình huống, giữ góc trong này thôi, mình thấy sát thủ bên kia rồi. Từ từ nha, từ từ đứng góc trong này bắn cho nó an toàn nha. Mình thấy Willet rồi nha, vì thế mình sẽ đứng góc ở trong này và bắn ra cho an toàn. Nhưng hãy nhớ vừa bắn vừa quan sát xem sát thủ bên kia chuẩn bị làm gì. Willet lao vào rồi, mình lui về nhẹ tí xíu nha. Có vẻ như là Ngộ Không cũng biết được điều này nên bạn ấy đã chừa skill cuối, thể hiện bằng việc trên đầu bạn ấy có một dấu chấm xanh báo hiệu chiêu cuối của bạn ấy vẫn còn nha. Thoát được Willet rồi, bây giờ các bạn hãy lấy lính cho mình trong tình huống này, đừng để mất bất kể con lính nào. Ăn hết lính rồi nha, lao đi xuống và có vẻ như sắp sửa sẽ có một tình huống combat tổng nổ ra tại khu vực lên rồng trong tình huống này nữa. Lauria lướt ra khỏi vòng rồi, ưu tiên Lauria trước. Và cuối cùng sẽ là hai thành viên còn lại. Và đó là chiếc bơ kêu. Chúc các bạn tập luyện hiệu quả. Trời đất ơi, ngon lành liền. Đây bây giờ mình sẽ làm cái gì? Bên kia đã mất ba con rồi thì tranh thủ mình vô đây mình lụm luôn cái trụ đó các bạn ơi. Không có nói năng gì nhiều quá, không có chừa lại cái gì, lụm luôn, cơ hội là lụm luôn bây giờ nè. Ngon lành rồi, lụm cái trụ bên kia mình làm cái gì? Mình biến về nhà hả các bạn? Không. Nên đây lụm cho mình con rồng đó. Mình nói các bạn cái này rất là nhiều thôi. Chơi AD á, bộ kia đã xanh sao rồi, đọc map được, trường hợp đó nhắm ăn mục tiêu được thì tự khắc tự động vô ăn. Không có gì mà phải chờ thằng rừng mới chịu vô ăn. Tại vì sao ạ? Ăn con rồng nó dễ lắm, nó không có khó như các bạn nghĩ đâu nha. Ăn rồng cực kỳ dễ luôn, vì thấy tự lực cánh sinh này, đã xanh rồi tự động làm, không có gì trông cậy vô rừng mới chịu ăn. Đừng có lên vậy nha. Dí cái gì đấy? Trời yêu tôi hay gì mà dí dữ vậy? Trời con bò dí phun tới tận trong đầy luôn hả? Đây mình lụm luôn con này nha. Từ à, Elsu đã thôi xong bạn rồi, quẹ đi đâu, quẹ à, tóc biết lên luôn hả? Ông Elsu này hình như ông quýu hay sao mà ông ấn cái gì mà từ lưa hụt dưa hết trơn à, tóc biết lên cho mình ăn luôn. Đây ông bò nữa, qué cái quần rồng rồi, chép bờ kêu ngon đấy. Bây giờ nha,
nâng cao lượng vàng lên, lụm cái trụ này xin 50 vàng chứ cái hả. Lụm xong cái trụ này vô đây ăn hết trơn rừng đó chứ. Một con quái rừng là bằng gần 100 vàng rồi đó. Ăn ba con quái là gần ăn 300 vàng rồi. Đó thôi, cho tôi ăn mùi xanh đi. Ok bạn ơi. Rồi lụm luôn bầy lính này nữa các bạn ơi. Bầy lính này là gần ăn bằng một mạng nha. Lụm con xe này dưới đây nữa là 100 vàng nữa ra. Đó thấy chưa. Vậy là sao ạ? Các bạn nhìn cái cây đi đây, nhìn cái vàng của mình nè. Từ đấy thấy không? Vàng của mình là bây giờ nhiều nhất cả bản đồ luôn. Bây giờ cả hai team không đứa nào mà vàng qua mình hết trơn á, thấy không? Đó là cái lợi ích khi mà các bạn đã xanh sao rồi, cướp hết trơn rừng và đi vàng người ta theo cái cách của mình nha. Hãy nhớ giúp mình đi. Ngừng bên kia mà chết, hoặc là AD bên kia mà chết là vô cướp rừng, hoặc là vô dồn lính vô trụ để cho trụ bắn sạch lính là nó thọt lính liền à. Như vậy là vàng của mình mới đi được người ta được. Chứ chơi một cái game đấu này chưa, mình ăn ba con lính rồi mình ôm trụ, cái đối phương nó ăn ba con lính, đối phương nó cũng ôm trụ, là suốt cái trận đấu là vàng cái hai người đó ngang nhau thôi à. Có khi là vàng của các bạn còn thấp hơn người ta luôn đó. Vì thế hệ giới giúp mình và lợi thế là vô rừng cướp hết trơn. Cướp vậy bây giờ gừng bên kia bây giờ nó hồi sinh vậy, nó vô gừng nó bây giờ còn gì trong võng, gừng nó bây giờ còn đúng cái nịch ở trong gừng á các bạn ơi, thấy không? Ăn tà thần thôi. Đây các bạn ơi, đầu game á thì mình đọc map đúng không, mình quan sát diễn biến tình huống nè, mình coi nè, soi map là bên kia nó đang núp ở đâu, hay là mình đi vàng rồi gì á, chứ còn tầm này không cần đâu. Rừng nó thấy không, rừng nó là như cái nhà của mình á, mình muốn vô vô, muốn ra ra các bạn ơi. Tầm này không có cần đọc map, tầm này bây giờ các bạn chỉ cần biết là bên kia nó ôm một cục trong nhà đó. À, cho em xin bùa xanh agenda ơi. Ok, I love you anh da. Không sợ ba đa, cho em xin bùa xanh đi để em khỏi cần biến về nhà. Cảm ơn anh nha. Trời ơi. Này các bạn ơi, bây giờ đây, rừng nó như mình nói rồi. Coi clip mình mấy bạn thấy rồi đó. Không chừa dù chỉ là một con nha, đã xanh sao rồi. Bây giờ bên kia thấy không, nó chỉ có nước nó đứng trong nhà một cục thôi. Nó nhìn cái mặt mình vô là nó sợ gần chết. Đây vô đây nè. Trời ơi, Ritter chống cự nè bạn ơi. Đây, ăn luôn về lính này lên vàng tiếp tục các bạn ơi, thấy không? Elsu nó bị ép như thế này thì làm gì mà nó chủ động được, nó bị động ở trong trụ thôi các bạn ơi. Vì thấy vàng của nó sao mà nhiều bằng mình nổi. Đây, lướt chưa một các bạn xem, siêu whip này nó mạnh chưa một. Elsu nè, búp 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 3 viên thôi là đi ngủ luôn các bạn ơi, thấy không? Con whip này á, nó mạnh là mạnh khi mà các bạn lướt chưa một nha. Lướt chưa bột lộn lên đó các bạn, chọi lũ rạn các bạn bắn 3 viên thôi là một con, mấy con máu mỏng thôi nó đi ngủ hết trơn luôn á. Đây trước bữa kêu rồi, đây vô đây mình cướp. Từ rồi chờ tôi để tôi cướp con bùa đỏ này cái, không có chừa để gì đó. Coi clip mình là các bạn thích nhất là những cái pha mà vô rừng nó mà đi như thế này nè. Không có cho nó pha cái gì, bây giờ nó đứng trong trụ thôi, bây giờ thiệt. Bên kia nó chỉ có nước nó đứng trong trụ rồi, nó chờ cái ngày tàn nó sắp tới thôi các bạn ơi. Thấy chưa, con là đâu đã xanh rồi, đã nhiều vàng rồi, đã ngon hơn người ta rồi. Như mình nói á, xanh một cái là làm cái gì cũng đúng hết trơn. Xanh cái các bạn hỉ mũi thôi, theo điều nó cũng chết nữa. Đi ngủ nè, đây mình vô tới trong nhà chính mình chơi luôn nè. Vô đây, vô đây, vô đây, qué cái quần bằng. Đây con bánh bèo lao ghe ra đây mày, vô đây, giật chồng tao. Mày làm cái gì, trời ơi. Lụm luôn thôi, win luôn các bạn ơi. Đây mà mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Vì nãy giờ các bạn đã coi clip ủng hộ mình nha. Và nếu như các bạn thấy clip mình hay á, các bạn đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình chúc các bạn đã coi clip mình xong là giữ vàng, ao vàng đối phương cực kỳ dễ với lối chơi xạ thủ hơn vậy các bạn ơi. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video ngày mai. Ok, bye bye. Vỗ tay cái quay.